chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đoàn kết là sức mạnh của kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 8, vừa 70 năm về trước, đã ghi dấu một thắng lợi to lớn, vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu năm 1945 thành công, nhân dân khắp nơi hân hoan, vui mừng, cờ đỏ sao vàng tung bay, người người phấn khởi vì từ đây chính quyền đã về tay nhân dân, thoát khỏi ách xiềng xích của đế quốc thực dân. Giây phút lịch sử ấy sẽ sống mãi với thời gian, với dân tộc Việt Nam và thắng lợi cách mạng tháng 8, đã để lại bài học vô giá về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cho đến ngày nay. Trong chương trình Đoàn kết là sức mạnh số đặc biệt kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng tôi sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Còn bây giờ, như thường lệ là phần điểm tin. Nhân kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Hà Nội tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào, chủ nhiệm Việt Minh Thành Hoàng Diệu năm 1945. Ôn lại các hoạt động trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang của mình, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nêu rõ, bài học lớn nhất mang tính quyết định trong đấu tranh cách mạng là cần bám dân, thấy được vai trò của nhân dân. Nếu không đi sát dân, vận động nhân dân đứng lên đấu tranh thì sự nghiệp cách mạng sẽ không thành công, bởi nhân dân quyết định cuộc đấu tranh. Trong giai đoạn hiện nay, vẫn cần phải bám dân, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân. Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng gửi lời chúc mừng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công như lời Bác Hồ dạy. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về những lời nhắc nhở, đồng thời nhấn mạnh Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp thu và tiếp tục phát huy bài học bám dân, tin dân vì nhân dân. Khẳng định nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người luôn hết lòng vì nước, vì dân, là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kính chúc đồng chí Đỗ Mười luôn dồi dào sức khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho Đảng, cho nhà nước, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững. Đến thăm đồng chí Vũ Oanh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận định, trong suốt cuộc đời đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước, đồng chí Vũ Oanh luôn chăm lo vì sự nghiệp chung của đất nước. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo phấn đấu và học tập tốt. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong đồng chí Vũ Oanh, với tư cách là Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, sẽ tiếp tục có những đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giống nòi. Cũng trong không khí cả nước kỷ niệm 70 năm thắng lợi cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cựu tù chính trị tỉnh Quảng Ngãi ra thăm thủ đô Hà Nội. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh vui mừng được gặp các đại biểu cựu tù tại ngôi nhà chung đại đoàn kết. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao những công lao, đóng góp to lớn của các cựu tù chính trị tỉnh Quảng Ngãi đối với cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Với chức năng nhiệm vụ phản biện, giám sát, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách đối với người có công trong hai năm 2014 và 2015. Và qua quá trình tổng kết cho thấy, công tác chăm lo cho người có công thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều tồn đọng, bất cập. Sau đợt kiểm tra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền rà soát kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng cựu tù chính trị trong tỉnh, không để bất cứ đối tượng người có công nào không được hưởng chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Vừa qua tại Hà Nội, đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp đoàn giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô do ngài Jeffrey Holland, sứ đồ của giáo hội làm trưởng đoàn nhân dịp sang thăm Việt Nam. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình hoan nghênh chuyến thăm của ngài Jeffrey Holland tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Lê Bá Trình đánh giá cao giáo lý và những tôn chỉ, mục đích hoạt động của giáo hội tại Việt Nam, nhất là các hoạt động từ thiện, nhân đạo, vận động tín đồ, chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nước sở tại, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang phát huy vai trò của các tôn giáo, tích cực tham gia vào vấn đề bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, đồng chí Lê Bá Trình mong muốn Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô tại Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án từ thiện nhân đạo, cùng chung tay tham gia vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam và có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Nhằm giúp đỡ bà con nông dân đi lại được thuận lợi, vừa qua Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị cụm thi đua số 3 tổ chức xây dựng công trình thanh niên trên địa bàn xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đây là con đường bê tông hóa có chiều dài 140m, bề ngang 3m, đường giao thông nông thôn nối liền tuyến đường chính của xã đã được Đoàn Thanh niên Công an thành phố cùng các đơn vị cụm thi đua số 3 gồm Ban Thanh niên thành đội, Đoàn Thanh niên Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Đoàn khối doanh nghiệp và Đoàn khối cơ quan dân chính đảng thành phố xây dựng tại ấp 5 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. Đồng thời, các đơn vị cũng tiến hành sửa chữa và nâng cấp cầu giao thông nông thôn với chi phí gần 30 triệu đồng. Các công trình phúc lợi nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của bà con nông dân tại xã Thới Hưng, góp phần đảm bảo đời sống dân sinh cũng như từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của xã trong thời gian tới. Trong thời gian tới thì cũng như trong tất cả các cái chiến dịch tình nguyện hè thì cụm thi đua số 3 vẫn sẽ tiếp tục về các cái địa phương, ở những cái địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng mà còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế để giúp cho bà con nơi đây là phát triển hơn nữa, nâng cao cái đời sống hơn nữa. Tuyến đường giao thông hoàn thành góp phần quan trọng cho việc đi lại của người dân, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. Xuất ngũ trở về với hai bàn tay trắng và 7 đứa con tật nguyền với chất độc da cam, cựu chiến binh Lường Văn Lả, 65 tuổi ở bản Trạng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, không chỉ vượt qua khó khăn đói nghèo, đưa gia đình vươn lên trở thành một hộ làm ăn giỏi, mà còn giúp đỡ đồng đội phát triển kinh tế và làm tốt công tác xã hội ở địa phương. Chúng tôi tìm đến bản Trạng khi ông đang chỉ huy nhóm thanh niên tát ao bắt cá. Đây là ao tự tay ông đào khi bắt đầu làm mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong ngôi nhà sàn, 6 gian bằng gỗ còn bóng nước sơn, ông kể lại con đường vượt qua khó khăn trong cuộc sống của mình. Không cam chịu đói nghèo, vợ chồng ông tích cực sản xuất lao động để có tiền nuôi con. Được vay 5 triệu đồng từ quỹ xóa đói giảm nghèo, ông mua một con trâu, lợn, gà về chăn thả, đào ao nuôi cá. Bán được con nào, ông lại quay vòng đầu tư vào sản xuất. Đến nay, tổng mức thu nhập của gia đình mỗi năm cũng đạt được từ 70 đến 80 triệu đồng. Ngôi nhà khang trang của gia đình ông cũng đã có đầy đủ các đồ dùng cần thiết. Thì về thì đời sống của tôi thì rất khó khăn. Đấy, con cái thì như thế. Đoàn thân thì bàn tay trắng về. Thế nói chung thì cũng làm sao là vợ chồng thì cũng dạy bảo nhau thì cũng cố gắng làm ăn. Đấy, thì mất cái này thì làm cái khác. Không chỉ lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, ông Lường Văn Lả còn tích cực tham gia công tác xã hội. Ông hỗ trợ vốn cho các cựu chiến binh phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, năm 2014, ông đã hiến 2.000 m2 đất để xây dựng lớp mẫu giáo và nhà văn hóa bản. Về tấm gương chỉ là phải nói là huyện Tuần Giáo chúng tôi chỉ có mỗi một tấm gương thôi. Như vậy là hiện nay có 4-5 người bị chất độc da cam, mà hiện nay riêng bản thân cũng đã gọi là bệnh binh rồi. Mà đồng chí phải nói là rất phấn đấu, tuy ông không mệt mỏi, tuy rất là khó khăn nhưng mà ông không nản chí, rất phấn đấu. Với những thành tích trong chiến đấu và lao động sản xuất, trong thời gian quân ngũ cũng như khi trở về đời thường, ông đã được tặng nhiều bằng khen, huân chương. Đã 2 lần, ông được chọn đi dự Đại hội thi đua yêu nước của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Ông chính là một tấm gương sáng về phẩm chất và ý chí của anh bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã để lại cho chúng ta bài học vô giá về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học từ đại đoàn kết toàn dân tộc còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 và đại lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, phóng viên chương trình Đoàn kết là sức mạnh đã có cuộc trò chuyện với ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính mời quý khán giả theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa ông, những ngày này cả nước vui mừng kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cách mạng tháng 8 thành công chính là đã tập hợp được lòng dân, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vậy ông có thể cho biết bài học đại đoàn kết toàn dân tộc đang được phát huy như thế nào trong xây dựng đất nước ngày nay ạ? Ngay từ khi đảng ta mới ra đời thì
cái mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã được hình thành. Ngày đó là ngày 18 tháng 11 năm 1930. Và cho đến cái cách mạng mùa thu năm 1945 thì chúng ta đã hình thành một cái mặt trận mới là cái mặt trận Việt Minh. Chính cái mặt trận Việt Minh đó là hình thức tổ chức và quy tụ được lực lượng của giai cấp công nhân, của nông dân, của trí thức và của tất cả lực lượng xã hội yêu nước của nhân dân ta. Và từ đó đã tạo nên một cái sức mạnh có thể nói rằng phát huy cao độ về cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và đã làm nên cái cách mạng mùa thu tháng 8 năm 1945. Trong thời kỳ hiện nay, nếu như nói sức mạnh tìm thấy ở đâu thì chúng ta phải tìm thấy trong cái sự liên minh của các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các dân tộc, các tôn giáo, các cái thành phần khác nhau, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Thưa ông, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tôi cho rằng chúng ta không chỉ phát huy sức mạnh của đồng bào trong nước mà còn phải kêu gọi nhiều hơn nữa sự đoàn kết của kiều bào ta ở nước ngoài. Vậy ông có thể cho biết công tác này đang được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện ra sao ạ? Tôi nghĩ điều đó là phải huy động bà con bằng cái cách là vận động để bà con hướng về Tổ quốc. Thứ nhất đó là vấn đề Mặt trận đang phối hợp với Quỹ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp với là Hội Liên lạc người Việt Nam nước ngoài và đặc biệt là cấp trung ương, nhưng mà cũng phải là có cấp tỉnh, cấp địa phương, là chúng ta giữ cái mối liên hệ với bà con Việt kiều thông qua các hội liên lạc của người Việt Nam ở nước ngoài. Thì qua đó chúng ta sẽ trước hết là trao đổi thông tin, phải đưa những cái thông tin trong nước đầy đủ cho bà con, và từ đó bà con hiểu đúng vấn đề, hiểu rõ vấn đề và sẽ tham gia những vấn đề mà bà con quan tâm. Cho nên điều đó là cái điều mà Mặt trận luôn luôn làm việc trên cái tinh thần là vận động và có cái sự phối hợp để tạo ra một cái sự thống nhất, tác động cùng chiều với nhau trong cái vấn đề phối hợp này. Và qua đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái công tác cộng đồng của các đại sứ quán hiện nay là các đồng chí đó làm việc rất tích cực. Và thông qua cái việc là đến tặng cái nơi cư trú, nơi làm việc của bà con để làm công tác cộng đồng, tôi cho rằng những cái việc đó thì Mặt trận phối hợp với các đại sứ quán để làm tốt. Và phải nói rằng cái ý thứ ba rất quan trọng là các cuộc vận động hiện nay. Ở trong nước có cuộc vận động gì? Thì cũng có một cái sự chuẩn bị đưa cái tinh thần đó ra cho bà con Việt kiều. Trước hết là hiểu được những cái nội dung chủ trương của Mặt trận, nhưng mà mặt khác là tùy theo cái khả năng và tùy theo cái điều kiện thì bà con sẽ tham gia vào cái việc đóng góp với các cái cuộc vận động trong nước. Thì như thế chúng ta tạo nên một cái sức mạnh, một cái là cái sự thành công chung mà của đồng bào trong nước cũng như bà con kiều bào của chúng ta ở nước ngoài. Vâng, thưa ông, để tăng thêm phần sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì trong 20 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gắn cái nội dung này với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng như một số cuộc vận động khác. Vậy ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật của cuộc vận động này cũng như các cuộc vận động khác trong thời gian qua ạ? Mặt trận đã vận động và cái sự đóng góp chính là nhân dân đóng góp. Cho nên là nhân dân tổ chức và tự lo cho cuộc sống của mình.
bằng cái phương pháp vận động của mặt trận. Chính vì thế trong thời gian vừa qua thì bốn cấp của mặt trận đã huy động được 8.600 tỷ đồng Việt Nam. Và từ đó đã tham gia vào cái quá trình là xóa những ngôi nhà dột nát để thay thế bằng những ngôi nhà mới và có thể là sửa chữa những ngôi nhà cũ để tránh cái dột nát. Thì đã làm được 1.362.930 ngôi nhà. Và đó là cái thành tích mà nhân dân giúp nhau. Trên cái tinh thần là lá lành đùm lá rách, chia sẻ với nhau để có thể tạo dựng nên cái cuộc sống mà có thể là thông qua cái vận động của mặt trận. Và do đó thời gian vừa qua thì Trung ương Mặt trận cũng đã khảo sát, xem xét, đánh giá một cách cụ thể và tổng kết lại thấy rằng có 6.501 xã được là hoàn thành cái chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết. Thưa ông, trong bối cảnh hiện nay nền kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thì vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vậy thưa ông, công tác này đang được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai như thế nào ạ? Trong cái điều kiện là chúng ta hội nhập thế giới, trong điều kiện là chúng ta vẫn ở một cái nền kinh tế còn thấp kém so với các nước. Vì vậy, cho nên là cái phát huy cái nguồn lực của nhân dân ở trên tất cả các cái lĩnh vực đều hết sức quan trọng. Cho nên ở đó đòi hỏi đầu tiên là chính sách đúng. Chính sách đúng, và từ chính sách đúng sẽ tạo thêm những động lực để thúc đẩy cái sự hăng hái tham gia của mọi công dân. Và chính cái sự tham gia của mọi công dân bằng cái chủ động và sáng tạo của mình thì sẽ giải quyết được những nhiệm vụ lớn mà hiện nay chúng ta đang mong muốn. Điều mà chúng tôi là quan tâm nhất là chúng ta muốn vận động được người dân tham gia vào cái quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, thì chúng ta phải làm cho người dân là hiểu được những vấn đề mà đảng và nhà nước, mặt trận đang là quan tâm, kêu gọi và gọi là thúc đẩy. Thì cho nên mặt trận hiện nay phải là tăng cường những cái cách làm mà sâu sát xuống cơ sở với từng người dân để lắng nghe được ý kiến của các cái giới, các cái tổ chức xã hội, rồi các cái bộ phận nhân dân ở trên các cái địa bàn khác nhau. Và chính cái lắng nghe đó thì mới hấp thu được những cái mong muốn, những cái nguyện vọng của bà con. Một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc mà ông Vũ Trọng Kim vừa trao đổi cũng đã kết thúc chương trình Đoàn kết là sức mạnh hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.